Bây giờ mình sẽ thử ghép nối với hệ thống loa âm ly nhá của nhà mình nhá. Thì ở đây loa đổ chế của mình đây. Bây giờ mình sẽ cho tất cả dàn này vào đây xem là chất lượng nó như thế nào. Hello, rất vui là trở lại với các bạn ở kênh Hải Ốc TV nhá. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đồ chế cho cái loa của mình một cái vỏ hộp mới nhá. Đây là cái loa bass 13 này mình lấy từ con loa vi tính ấy, loa Zumbel ấy. À, nó hỏng rồi thì mình tận dụng lại cái loa này, nó rất là ngon. Với một cái nữa là đây là loa TV các bạn ạ. Mình sẽ đồ chế cho hai cái loa này. Cái hộp thì gỗ mình đã cắt ở đây rồi các bạn ạ. Đây là những cái gỗ gỗ ép nhá, gỗ ép mà người ta đã phủ sơn nhám này, phủ cái lớp sơn này. Thì mình đã cắt và đo ướm hết rồi các bạn ạ. Thì bây giờ mình và các bạn sẽ khoét lỗ và đóng thùng cho loa nhá các bạn nhá. Rồi mời các bạn và mình làm nhá. Khoét lỗ thì mình chỉ dùng cái bộ khoét lỗ này và cái khoan này các bạn nhé, mình sẽ lắp vào đây. Thì mình đã đo sẵn rồi các bạn này, đo đây rồi, mình sẽ tí cái khoan. Đây là mình thiếu cái gỗ này, mình lấy cái gỗ ép này, mình làm mặt sau nhé. Thì mình làm lỗ thông hơi và lỗ lấy đầu AV vào nhé. Mình sẽ khoan mặt sau trước các bạn ạ. Khoan một lỗ để làm lỗ thông hơi. Nhanh chóng là mình đã chế được cái lỗ thông hơi này. Lát nữa mình sẽ dùng cái ống nhựa này cho vào đây để làm lỗ thông hơi nhé các bạn nhé. Còn bây giờ mình sẽ nới này ra để khoan lỗ to hơn. Hoài mãi thì mình cũng đã đục khoét được loa cho nó vào như này các bạn ạ. Đấy.
đây là lỗ thông hơi này. Và mình tận dụng luôn cả cái bổ quang chuyển đổi số này nhá. Nó hỏng rồi, mình sẽ lấy cái này làm đầu, lấy nguồn tín hiệu vào. Thì mình cũng loay hoay đục khoét mãi mới được như này. Này, cái mặt sau nhá. Như này mình sẽ bọc. Thì ráp được vào thì mình có sử dụng keo keo AB dán gỗ các bạn ạ. Đây, mình sẽ dán keo. Đây là keo AB 2 thành phần các bạn ạ. Tỷ lệ của nó là 1:1. Mình hoa hai ống này là 80.000 nhé, giá thoải mái. Mình sẽ tiến hành pha keo và ráp vào hộp vào các bạn ạ. Cho một lúc cái keo khô mình cũng đánh nhám lại nhé các bạn nhé. Chờ keo khô đây. Mất tầm 15-20 phút. A few moments later. Như vậy là sau một thời gian chờ thì keo đã khô được các bạn ạ. Thì đây, keo đã khô hoàn toàn rồi. Thì có những cái chỗ mà ráp nối nó chưa hoàn thiện này thì mình sẽ đi dùng máy chà nhám, mình chà bớt nhé các bạn nhé, chà bớt để cho nó hoàn thiện. Đây, keo khô rất là khô này, đợi rất là lâu các bạn ạ. Mình cứ tưởng là cái keo nó khô nhanh nhưng mà lâu lắm. Thì mặt sau này mình chỉ có thể đánh nhám đi, nhám và nhám hết. Thì mình sẽ bọc giấy nhá, mình sẽ dùng máy để nhám, mình nhám các bạn nhé. Đây các bạn ạ, thì mình sẽ dùng cái máy mài này mình lắp lưới nhám và mình chà nhá. Thì trong lúc chà thì mình sẽ không chà ở đây, mình sẽ khác chà, nó rất là bụi. Mình sẽ cắt cái đoạn chà nhám này các bạn nhé. A few moments later. Thế vậy là mình đã đánh để mà đánh nhám chà bớt đi những cái cạnh mà nó thừa rồi các bạn. Thì mình sẽ dùng cái nhám mà nhám hơi mà nhám cũng không bị lặng, mình sẽ chà tiếp cái góc cạnh này nó cho bo vào cho nó đẹp các bạn. Là nên mình sẽ dán và lắp ráp hệ thống loa vào thôi, là loa của mình sẽ đẹp thôi. Và các bạn của mình làm nhé.
8 thì nó đã cũng là được tạm tạm như này. Các cảnh đã mình đã dán cho nó mô vào cho nó đẹp rồi. Thì tí mặt này mình sẽ bọc hết các bạn nhé. Mình sẽ không để như này, mình sẽ bọc để hết. Mình sẽ dùng cái ống nhựa PVC này nhé. Vừa khít thôi các bạn ạ. Vừa xin luôn. Đấy. Rất là đẹp. Sẽ dùng cái giấy bọc này hôm trước mình có mua ấy, mình làm được mặt bàn vẫn đang thừa rất là nhiều. Mình sẽ dùng cái mặt giấy này bọc cho loa của mình nhé. Loa của mình đã hoàn thành được 75% và bây giờ mình sẽ tiến hành lắp hệ thống điện và hệ thống tất cả hệ thống của loa vào, mình sẽ test cho các bạn xem các bạn nhé.
chiếc loa của mình đã được ráp hoàn thiện rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tiến hành thử test cho các bạn xem nhé. Thì để test được cái này thì mình sử dụng cái nguồn Class D này nhé các bạn nhé. Cái nguồn này mình mua trên Lazada nhé. Còn bạn nào muốn xem video test của con này thì có thể vào đường link mình để trên này nhé. Các bạn có thể xem. Và bây giờ mình sẽ tiến hành. Đây. Đây là nguồn AV mình cấp cho nó này. Đấy. Thì đổ vào đây, mình sẽ cấp nguồn để thử các bạn nhé. Để dùng được cái mạch Class D này thì các bạn có thể dùng cái nguồn 12V hoặc là dùng nguồn ắc quy nhé. Đây, hôm trước cái mạch này mình mua thì mình đã được tặng kèm với jack này. Mình sử dụng cái nguồn ắc quy này cho nó ổn định. Thì mình sẽ kết nối cái này với cái đôi Bluetooth các bạn ạ. Hệ thống loa của ngoài kia của nhà mình nhá. Thì xem thử nó thế nào nhá. Cái này thì mình sẽ chế làm loa lời các bạn ạ. Rồi, mời các bạn cùng theo mình nhá. Mình sẽ thử ghép nối với hệ thống loa amply nhá của nhà mình nhá. Thì ở đây loa đủ chế của mình đây. Mình sẽ bây giờ mình sẽ cho tất cả dàn này vào đây xem mà chất lượng nó như nào. Thì hát được thì mình sử dụng nhạc không bản quyền, thôi mình sẽ không thử nhạc có lời được vì mình sẽ sợ nó vi phạm bản quyền ấy. Cái này mình cho kết nối qua cái đầu kỹ thuật số Playbox phát qua Bluetooth này từ cái mạch Class D này truyền lên cái loa loa cái này mình gọi là loa trung tâm hay loa giữa đi. Mình thiết kế cả mấy con loa con này nữa. Đây. Đây các bạn. Thì video của mình đến đây xin phép được dừng ở đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Hải Ốc TV nhá. Hải Ốc TV chung xin chúc các bạn thành công và vui vẻ.